Chào các bạn, trong bài ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chuyển website WordPress trên Localhost từ máy tính này sang máy tính khác. Như các bạn thấy ở đây là mình đang có một cái website là đào tạo web và hiện tại là website này là mình đang để trên Localhost, có nghĩa là mình đang thiết kế trên máy tính của mình, mình chưa đưa lên trên hosting và tên miền của mình. Thì bây giờ mình muốn chuyển website này sang một cái máy tính khác. Ví dụ trong trường hợp các bạn thiết kế cái website này trên một máy tính này và bây giờ chúng ta muốn chuyển cái website này sang một cái máy tính khác để chúng ta sử dụng mà chúng ta chưa muốn đưa lên trên tên miền hosting, chúng ta chỉ muốn là đưa sang một máy tính khác để chúng ta sử dụng thôi, thì chúng ta làm như thế nào? Và để làm được điều đó thì đầu tiên chúng ta cần trích xuất mã nguồn và database của website này. Sau đó chúng ta sẽ chuyển mã nguồn và database của nó sang cái website mới bên kia để chúng ta thiết lập. Để trích xuất được mã nguồn thì các bạn truy cập vào trong chỗ mà các bạn cài đặt sam, vào trong thư mục sam, thì thường là chúng ta sẽ cài đặt trên ổ C, thì các bạn sẽ nhìn thấy một cái thư mục sam ở trong này. Thì các bạn vào trong ổ C, các bạn à, mở thư mục SAM ra à, Ở một số máy thì các bạn có thể là cài trên ổ D hoặc ổ E Hoặc là trên ổ khác thì tùy các bạn Các bạn à, cài trên ổ nào thì các bạn truy cập vào trong ổ đó Chúng ta tìm tới thư mục SAM Chúng ta mở thư mục SAM ra, sau đó chúng ta vào trong thư mục HTDOC à, Thì à, trong thư mục HTDOC này là cái thư mục mà chứa cái mã nguồn website của chúng ta Chúng ta muốn chuyển website nào đi thì chúng ta chỉ việc lựa chọn mã nguồn của website đó Ví dụ bây giờ mình sẽ chuyển cái website đào tạo web này đi thì uh, việc của mình là mình sẽ copy cả cái thư mục đào tạo web này, Đó. Uh, mình có thể copy ra ngoài màn hình để cho chúng ta dễ quan sát. Đó. Như vậy là mình đã copy được cái mã nguồn của uh, website đào tạo web, thì đây chính là phần mã nguồn của nó. Bây giờ mình sẽ đi trích xuất database. Uh, database thì chúng ta sẽ truy cập vào trang localhost/phpmyadmin, thì chúng ta vào đây, chúng ta sẽ tìm tới cái database của cái website đào tạo web. Chúng ta click vào cái database này đó, và các bạn sẽ thấy là phía bên phải này nó hiển thị ra các bảng. Sau đó chúng ta sẽ click vào export có nghĩa là chúng ta sẽ xuất cái database này ra. Đó, và các bạn nhấn go. Như vậy là hệ thống sẽ tự động tải cái database này về cho chúng ta và database của một cái website nó sẽ có đuôi là .sql. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ cũng copy cái database này Đó, và các bạn có thể copy nó ra ngoài màn hình. Đó, như vậy là chúng ta đã lấy được mã nguồn và database của website và bây giờ chúng ta sẽ chuyển cái mã nguồn và website này sang một website mới. Sau khi mà đã lấy được mã nguồn và database của cái website đào tạo web này, thì bây giờ mình sẽ tiến hành cài đặt nó trên một máy tính mới. Thì bạn lưu ý rằng là cái máy tính mới của bạn phải cài đặt phần mềm Sam. Phần mềm SAM là phần mềm giúp chúng ta tạo tên miền và hosting ảo trên máy tính. Từ đó chúng ta mới có thể chạy được website trên máy tính của chúng ta. Và để tìm hiểu cách cài đặt phần mềm SAM thì các bạn có thể xem lại video hướng dẫn cài đặt SAM của mình. Sau đó chúng ta sẽ copy cái mã nguồn của website đào tạo web này. Các bạn vào trong cái ổ mà chúng ta cài đặt phần mềm SAM. Ở trên máy tính này thì mình cài đặt phần mềm SAM trên ổ C. Đó là mình sẽ vào trong ổ C, mình mở thư mục SAM ra. Sau đó các bạn vào trong thư mục htdoc và chúng ta sẽ paste cái đào tạo web vào trong này. Chúng ta sẽ paste cái folder đào tạo web vào trong này. Bởi vì là mã nguồn của website thì sẽ phải nằm trong thư mục htdoc. Ở trên máy tính cũ chúng ta nó nằm trong htdoc thì trên máy tính mới nó cũng sẽ phải nằm trong htdoc. Thì các bạn có thể để nguyên giữ nguyên cái tên đào tạo web này hoặc các bạn có thể đổi tên cái thư mục này đi thành một website khác cũng được. Ví dụ như là ở đây mình có thể đổi tên nó thành một cái tên một cái thư mục khác chẳng hạn, nhà mình có thể đổi thành uh, thiết kế web. Đó, còn các bạn uh, giữ nguyên tên của nó là đào tạo web cũng được, không vấn đề gì cả. Cái này chỉ là cái tên để chúng ta truy cập vào cái tên miền trên localhost thôi. Đó, sau đó chúng ta sẽ tiến hành đưa cái database này lên. Cái database này thì chúng ta sẽ vào trong localhost/phpmyadmin để chúng ta sẽ tạo cho nó một cái database mới và chúng ta sẽ up cái database cũ của chúng ta lên. Thì các bạn truy cập vào trong localhost admin, các bạn vào trong thư mục user cao, chúng ta chọn là add user cao. Chúng ta sẽ tạo cho nó một cái database mới. À, ví dụ mình sẽ tạo một cái database là thiết kế web. Host name chúng ta sẽ chọn là localhost. Mật khẩu thì à, các bạn à, tự điền theo mật khẩu của các bạn. À, chúng ta sẽ nhập lại mật khẩu. Rồi chúng ta tích vào create database same name, tích vào check all và chúng ta nhấn go như vậy chúng ta đã tạo xong một cái database có tên là thiết kế web. Đó, sau đó là chúng ta sẽ mở cái database này ra, các bạn click vào nó. Đó, sau đó chúng ta sẽ chọn là import, có nghĩa là chúng ta sẽ nhập cái database vào. Ở Máy tính cũ thì chúng ta export ra, nghĩa là chúng ta xuất cái database ra. Thì vào cái máy tính mới chúng ta sẽ import nó vào. Thì các bạn nhớ là click vào cái tên database thiết kế web này, sau đó chúng ta nhấn vào import để chúng ta nhập chúng ta chọn file, kích vào choose file và chúng ta sẽ chọn tới cái database đào tạo web .sql đó. đó. Các bạn à, lưu ý là ở đây chúng ta không cần phải đổi tên cái database này làm gì, chúng ta chỉ việc chọn nó. Đó, sau đó là chúng ta nhấn go và đợi cho database được tải lên và nó sẽ nhập vào cái database mới là thiết kế web này. Đó, như vậy là chúng ta đã tải xong database lên. Vậy là chúng ta đã đưa được mã nguồn và database vào đúng vị trí và bây giờ chúng ta sẽ thực hiện một số các cái thao tác tiếp theo. Thứ nhất là các bạn sau khi mà tải database lên thì các bạn vào trong cái thư mục là VKP Option này. Chúng ta sẽ sửa đổi hai cái đường link này. Đường link của site URL và đường link của home. Ở đây thì nếu mà trong cái thư mục htdoc khi nãy mà chúng ta để nguyên là đào tạo web. Tên của folder là đào tạo web. Thì tại đây thì các bạn không phải đổi cái tên đường link này. Chúng ta vẫn giữ nguyên là đào tạo web. Còn nếu mà các bạn đổi nó thành một cái tên khác. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải đổi cái đường link này. Ví dụ như là mình đổi tên nó thành thiết kế web thì bây giờ mình sẽ phải đổi cái đường link này từ đào tạo web thành thiết kế web đó, thì mình sẽ kích đúp vào đây để sửa đó, và mình sửa đào tạo web thành thiết kế web đó cái bên dưới cũng tương tự như vậy chúng ta cũng kích đúp vào chúng ta sửa đó, sau khi mà chúng ta sửa xong thì uh, bây giờ các bạn có thể truy cập vào cái tên miền là localhost thiết kế web À, lần này sẽ là không đào tạo web nữa mà chúng ta là thiết kế web Còn nếu mà các bạn vẫn giữ nguyên tên là đào tạo web Thì các bạn sẽ gọi là localhost gạch chéo đào tạo web à, Thì các bạn sẽ thấy một cái lỗi như thế này Cái lỗi này nó báo là lỗi uh, kết nối database Có nghĩa là cái database của chúng ta chưa được kết nối với lại cái mã nguồn của chúng ta Thì bây giờ chúng ta sẽ phải tiến hành kết nối Kết nối thì uh, các bạn sẽ thấy ở đây là cái tên database mới của mình bây giờ là thiết kế web Chứ không phải là đào tạo web nữa Và Mình sẽ phải sửa lại cái phần kết nối này bằng cách là các bạn truy cập vào trong cái folder thiết web ở trong cái htdoc ấy. Chúng ta sẽ mở nó ra. Trong này có một cái file là file vkp gạch ngang config. Đó, thì chúng ta sẽ mở cái file ra để chúng ta sửa. Bằng cách là chúng ta kích chuột phải và chúng ta chọn sửa là với Notepad. Đó, thì ở đây các bạn cần tải cái phần mềm Notepad cộng cộng này về. Để chúng ta có thể mở được những cái file như thế này. Để chúng ta sửa. Đó, các bạn nếu cái phần mềm uh, Notepad cộng cộng nhé Các bạn có thể lên trên Google các bạn uh, tải cái phần mềm này về và các bạn cài đặt Thì chúng ta sẽ sửa bằng cái phần mềm này Đó, Thì nó sẽ ra cho chúng ta một cái cửa sổ như này Thì chúng ta sẽ sửa lại cái kết nối này Đấy, Thì các bạn thấy là database names, database user và database password Đó, Thì hiện tại nó đang là thông tin của cái uh, website bên cái máy tính cũ Bây giờ mình sẽ sửa lại cái chỗ này, mình sẽ sửa lại thành thiết kế web À, bên dưới database user mình cũng sửa lại theo đúng cái mà mình đã đặt ở bên uh, website mới này à, mật khẩu thì mình cũng vẫn để là từ 1 đến sáu à, khi mà chúng ta sửa được ba cái yếu tố này database name database user và database password thì chúng ta lưu lại các bạn nhấn ctrl s để lưu lại à, còn trường hợp như mình nói nếu mà các bạn uh, không sửa cái tên database uh, đào tạo web thì các bạn uh, không cần phải vào đây các bạn sửa lại cái này đó, các bạn chỉ sửa khi mà chúng ta thay đổi cái database name database user và cái password này chúng ta sửa một trong những yếu tố này hoặc chúng ta sửa hết thì chúng ta phải vào trong này chúng ta thay đổi lại còn nếu mà chúng ta không thay đổi thì chúng ta sẽ bị báo cái lỗi là kết nối database này Đó, còn sau khi mà các bạn sửa xong rồi thì các bạn truy cập lại vào trong cái tên miền của các bạn Đó, thì lúc này là website của các bạn đã được chạy ở trên cái máy tính mới với cái tên miền mới localhost gạch chéo thiết kế web đó, và các bạn có thể thấy là hiện tại là cái logo nó đang bị lỗi ở đây đó là bởi vì là cái uh, link của cái website cũ nó bị uh, sai đó, bởi vì mình đã đổi tên thành thiết web cho nên nó bị sai thì việc chúng ta chỉ việc vào chúng ta cập nhật lại thôi đó, thì chúng ta vào đây chúng ta truy cập vào trang quản trị thì uh, lần đầu tiên để truy cập trang quản trị thì các bạn có thể quẹo, Đó là vkp gạch ngang admin đó, chúng ta đăng nhập vào theo cái tên đăng nhập cũ nhé Uh, cái website ở trên máy tính cũ chúng ta đăng nhập như thế nào thì sang website mới chúng ta đăng nhập như vậy. Nó không thay đổi gì về cái đăng nhập cả. Đấy, của mình tên đăng nhập vẫn là Đào tạo Web. Đấy, mình sẽ đăng nhập vào trong này. À, và các bạn sửa lại uh, logo thôi. Ở trong đây thì uh, website này mình sử dụng cái giao diện Plasm cho mình sẽ vào Plasm Theme Option. Hit uh, phần logo này. chúng ta sẽ remove đi và chúng ta select file để lựa chọn lại cái logo. Chúng ta nhấn đăng vậy mà là mình đã cập nhật được. Và cái vấn đề thứ hai các bạn cần cập nhật đấy là chúng ta vào lại trong phần cài đặt chúng ta chọn là đường dẫn tĩnh và chúng ta sửa lại cái đường link này của nó. Ở đây mình sẽ chọn là tiêu đề bài viết. Sau đó là mình nhấn lưu thay đổi. Đó, như vậy là các bạn đã hoàn thành cái việc mà chuyển website từ máy tính cũ sang máy tính mới và đấy là cái quy trình để chúng ta làm chúc các bạn thành công